Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận hòa với Al Hilal được vang lên, Ronaldo đã tiến đến trước mặt trọng tài biển Rubens Kamter để chất vấn: "Penalty của tôi đâu?" Siêu sao người Bồ Đào Nha tin rằng trước đó anh đã bị một cầu thủ của Al Hilal phạm lỗi trong vòng cấm và xứng đáng được thổi penalty. Phía hết hiệp 1, Ronaldo cũng chạy về phía trọng tài chính Felix Schwabe, hét lớn rồi bỏ đi trong lúc trọng tài người Đức chưa kịp giải thích: "Tại sao ông chưa rút thẻ vàng nào cho Al Hilal, trong khi chúng tôi phải nhận 3 thẻ vàng rồi? Hành xử công bằng chút đi chứ." Ông Sauer cùng với các trợ lý người Đức là tổ trọng tài nước ngoài được ban tổ chức Saudi Pro League mời đến để bắt trận đấu quan trọng giữa Al Hilal và Al Nassr. Trọng tài Sauer nổi tiếng là nghiêm khắc ở châu Âu, nhưng ở trận đấu tại Saudi Arabia vừa qua, vua áo đen này nhận nhiều phản ứng từ Ronaldo. Ronaldo là một trong những cầu thủ của Al Nassr chơi tệ nhất ở màn so tài với Al Hilal. Tiền đạo 39 tuổi thậm chí có phải nhận tấm thẻ vàng với pha vào bóng bằng gầm giày trước người đồng hương Joao Cancelo ở cuối hiệp 1. Ronaldo chỉ được SofaScore chấm 6,4 điểm thâm nhật trận. Siêu sao người Bồ có 3 cơ hội xong đều bỏ lỡ, trong đó có tình huống đánh đầu hụt ở cự ly cách khung thành khoảng 5m. Trang chủ Man United thông báo Ruben Amorim chính thức nắm quyền tại Old Trafford trong khoảng 10 ngày nữa. Sporting xác nhận câu lạc bộ chủ sân Old Trafford sẽ trả 10 triệu euro phí giải phóng hợp đồng của Amorim. Trước đó, huấn luyện viên 39 tuổi đã thống nhất mọi điều khoản để chuyển tới dẫn dắt Quỷ Đỏ. Phát biểu sau trận đấu giữa Sporting và Amadora, Amorim đã tiết lộ bản thân sẽ thay đổi kế hoạch trước sức ép từ Man United. Họ nói rằng mọi thứ sẽ xảy ra ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi có 3 ngày để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Điều này sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã có những cơ hội khác, cả cùng chủ tịch, cùng Hugo, Viviana cũng có thể xác nhận điều này. Đây không phải lần đầu tiên hay lần thứ hai tôi nhận được những lời mời kiểu như vậy. Tôi không muốn hối tiếc vì đã không đưa ra quyết định này. Tôi biết điều này làm buồn lòng các fan của Sporting, nhưng tôi về nhà với tâm trạng thoải mái vì đã giải thích rõ ràng. Sau khi rời Sporting, tôi rất muốn đến Manchester. Đã đến lúc tôi phải hướng đến tương lai. Quyết định này không dễ dàng, nhưng tôi phải làm điều đó. Cựu huấn luyện viên của Man United Erik Ten Hag đã gửi tâm thư gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ sau hành trình đáng nhớ tại sân Old Trafford. Gửi người hâm mộ, cảm ơn vì đã ủng hộ câu lạc bộ bất kể sân nhà hay sân khách. Tôi đã cảm nhận rất rõ bầu không khí đặc biệt tại sân Old Trafford. Người hâm mộ đã truyền cảm hứng cho tôi và lan tỏa sự đoàn kết ở mọi nơi. Đó chính là điều giúp cho cổ động viên Man United trở nên đặc biệt. Cảm ơn các cổ động viên, cảm ơn nhân viên ở mọi bộ phận của câu lạc bộ vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Hai danh hiệu tại Man United là thành tựu mà tôi sẽ trân trọng trong suốt quãng đời còn lại. Ước mơ của tôi là mang thêm nhiều chiếc cúp về phong truyền thống của Man United. Thật không may, tôi đã phải kết thúc hành trình của mình. Khép lại tâm thư, cựu thuyền trưởng của Man United gửi lời chúc tới Man United sẽ thành công, đồng thời khẳng định luôn coi Old Trafford là nhà. Trận thua 1-2 trước West Ham vào cuối tuần qua là giọt nước làm tràn ly, chấm dứt giai đoạn sóng gió của Ten Hag tại Old Trafford. Một số nguồn tin còn cho biết Ten Hag đã nghĩ ông bị sa thải ngay sau trận chung kết FA Cup với Man City vào cuối mùa trước. Tuy nhiên, huấn luyện viên này lại được giữ chân bằng hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Chủ tịch UEFA Alexander Kafirin công kích Real Madrid và Vinicius Junior về cách hành xử sau khi biết tin cầu thủ người Brazil không thắng giải của bóng vàng 2024. Họ nên tự xem xét lại mùa giải của Vinicius để xem cậu ấy đã làm gì với trọng tài, cầu thủ và người hâm mộ trong mọi trận đấu. Một tiền vệ trụ như Rory bất bại trong 72 trận, in dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Vinicius và ghi được 12 bàn thắng. Ngoài ra, Rory đã vô địch Euro, được vinh danh là cầu thủ hay nhất giải đấu. Cậu ấy cũng là nhà vô địch Premier League. Tôi tin rằng nếu cậu ấy chơi cho đội của Perez, ông ấy sẽ ngay lập tức đòi quả bóng vàng. Nhìn chung, bóng đá là về sự tôn trọng và đạo đức là trên hết. Chủ tịch UEFA bộc lộ sự không hài lòng khi đội bóng thành Madrid hủy chuyến đi của phái đoàn 50 người đến dự lễ trao giải quả bóng vàng. Trước đó, Real Madrid bị sốc khi biết tin Rory sẽ chiến thắng giải thưởng này chứ không phải là Vinicius. AS đã dẫn lời các nguồn tin từ ban lãnh đạo Real Madrid cho biết họ sẽ không còn tôn trọng giải thưởng của bóng vàng. Đồng thời, Los Blancos tin rằng có âm mưu chống lại câu lạc bộ từ Fan Football hay UEFA, đơn vị hỗ trợ cho giải thưởng năm nay. Tờ AS đã tiết lộ Bellingham bất mãn khi thấy Real Madrid hoàn toàn quên mất hình ảnh của mình là một ứng cử viên tiềm năng trong cuộc đua của bóng vàng 2024. Thậm chí, khi nghe tin Rory thắng giải, ban lãnh đạo Real Madrid cho rằng nếu như Vinicius trượt quả bóng vàng 2024 thì Dani Carvajal nên là người được trao danh hiệu cá nhân kể trên. Điều này đã khiến cho Bellingham không hài lòng một chút nào.
ngôi sao tiền Anh cho rằng bản thân xứng đáng được Real Madrid coi trọng hơn nữa. Bellingham với đích thứ 3 ở kết quả bầu chọn cuối cùng cho quả bóng vàng 2024 và nhiều chuyên gia cho rằng tiền vệ người Anh có thể cạnh tranh song phẳng với Vinicius ở cuộc đua. Vicente Garcia, tổng biên tập của Fan Football, sau đó thừa nhận số điểm giữa Vinicius và các ứng cử viên khác về đích trong top 5 như Jude Bellingham hay Dani Carvajal là không quá xa xao. Trước khi buổi lễ trao giải quả bóng vàng 2024 được diễn ra, đội ngũ truyền thông của Real Madrid gần như chỉ tập trung vào khả năng giành chiến thắng của Vinicius. Ngoài ra, Bellingham cũng không hài lòng khi anh đang phải hy sinh quá nhiều vì Mbappe. Sự xuất hiện của Kylian Mbappe khiến tầm ảnh hưởng của Bellingham tại Real Madrid bị giảm sút. Việc thay đổi vai trò trên sân khiến cho Bellingham phải chật vật để thích nghi. Ngôi sao của tuyển Anh phải lùi sâu, hỗ trợ kín thiết lối chơi cho Ryan thay vì được thoải mái xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Siêu sao Lionel Messi hụt giải bàn chân vàng 2024 vào tay người đồng đội tại tuyển Argentina Lautaro Martinez. Messi vẫn chưa từng giành được giải thưởng này trong sự nghiệp dù đủ điều kiện đề cử từ năm 2015. Bàn chân vàng được trao cho những cầu thủ 27 tuổi trở lên còn đang thi đấu và mỗi người chỉ có tối đa một lần được nhận giải. Lễ trao giải tối ngày 31 tháng 10 tại Monte Carlo vinh danh thủ quân Inter Milan khi anh đoạt được giải thưởng nhờ màn trình diễn nổi bật ở mùa trước. Lautaro ghi 35 bàn, kiến tạo 8 lần trong 54 trận ở mùa 2023-2024. Anh là vua phá lưới kiêm cầu thủ hay nhất Serie A, vua phá lưới đồng thời ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Copa America. Lautaro còn giúp cho Inter vô địch Serie A và ghi bàn ở trận chung kết Siêu cúp Italia giúp đội nhà đăng quang. Dù vậy, ở cuộc bóng vàng 2024, Lautaro chỉ đứng thứ 7, thậm chí sau cả Kylian Mbappe. Tôi đang nghĩ mình phải xếp ở vị trí cao hơn thứ 7, đôi khi những giải thưởng như thế này là bất công. Bàn chân vàng được trao thường niên từ năm 2003 cho Roberto Baggio. Đã có nhiều danh thủ khác đã từng giành được giải thưởng này. Lautaro là cầu thủ Argentina đầu tiên nhận giải, chứ không phải là Messi. Cầu thủ thắng giải sẽ được in hình bàn chân lên một địa điểm ở Monaco. Tương tự như đại lộ danh vọng Hollywood tại California, Mỹ. Theo Sky Sports, Real Madrid vừa chính thức liên hệ với người đại diện của Wiz để bàn về khả năng chuyển nhượng của tiền vệ trẻ đầy tiềm năng này. Chủ tịch Florentino Perez coi Florian Wiz là mục tiêu ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Với khả năng sáng tạo và sở hữu kỹ thuật điều luyện, Wiz được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng tiền vệ của Real. Đặc biệt trong bối cảnh Toni Kroos đã chia tay sân Bernabeu, còn Luka Modric cũng dần đi đến cuối của sự nghiệp. Quan điểm của Bayer Leverkusen là cố gắng giữ chân ngôi sao của mình. Lãnh đạo của đội bóng nước Đức nỗ lực thuyết phục Florian Wiz gia hạn hợp đồng, vốn hết hạn vào tháng 7 năm 2027. Dù vậy, theo Sport, kế hoạch này gần như bất khả thi. Đáng chú ý, Bayer Leverkusen kiên quyết không bán Wiz cho Bayern Munich, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Bundesliga. Nếu buộc phải chia tay cầu thủ này, Leverkusen sẵn sàng để Wiz ra nước ngoài và Real trở thành điểm đến lý tưởng nhất. Leverkusen cũng tuyên bố rõ ràng với bất cứ đội bóng nào muốn có cầu thủ này phải bỏ ra ít nhất 150 triệu euro. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất của Real Madrid trong nhiều năm, giúp đội bóng củng cố thêm sức mạnh và sở hữu thêm một tài năng trẻ khác.